Em tải cái app báo 24 về đi chơi đi anh em, app báo 24 giờ đang bị lỗi nè anh em. Anh em cứ tải về chơi mình bằng chứng mình cho anh em nè. Nè cho anh em kiểm tra coi nè, cá nhân mình là 100 xu không? Mình qua mình chơi cho anh em coi nè. Hắt tới sáng luôn là có khoảng 10 triệu. Mình chơi được 10 phút được lấy được trăm mấy trăm xu anh em. Anh em tải về chơi đi. App này đang bị lỗi. Mình chứng cho anh em coi đó. Nè mọi người. Video sau mình sẽ đổi thẻ ra cái thẻ cào mình tặng anh em. Anh em nhớ bấm nút đăng ký nha anh em. Mình hack để mơ nữa là mình đổi thẻ ra mình tặng cho anh em. Anh em tải gì chơi đi quá thơm luôn. Hack một chút xíu. Mình thấy 100 xu phone giờ đã qua 104 nè. Mình chơi chút cho anh em coi. 3 phút thôi là lấy được cái thẻ cào 10.000 rồi. Trầm xuống màu lắm anh em ơi, thấy gì đó, bấm chút xíu. Anh em tải về chơi đi. Link mình ở dưới phần mô tả. Gọi anh em lên chiếc lay tải về, nó có cập nhật một cái phiên bản mới đó. Có cái phát tài đó anh em. Còn cái phát tài cũng hay lắm, mình đọc báo rồi mình nhận thêm thẻ cào đó. Có game dự đoán cực vui nữa. Nhiều game lắm, anh em tải về chơi đi. Nãy 104 giờ qua kiểm tra cho anh em coi nè, 107 nè. Chút xíu à. Mình sớm có mấy chục xu rồi mình chơi nãy giờ được trăm mấy, chỉ được 5 phút. Nát cho anh em coi. Anh em bấm nút đăng ký để cập nhật video mới mình sẽ đổi thẻ từ cái app này mình tặng cho anh em. Nên em vô chơi đi chơi, vì là cái app này đang lỗi hay sao mình cũng không biết. Sao mình nhấp chút xíu nè. Nên 110 mấy nè. Mà mình chơi từ hồi sớm tới giờ. Anh em nhớ bấm nút đăng ký và đăng ký kênh ủng hộ mình đó, như món quà anh em tặng cho mình gì. Anh em có đăng ký để làm dấu chấm với mình sẽ trả sub cho anh em. Để mình hát một chút nữa. Để không mất thời gian của anh em, video của mình đến đây tạm dừng. Video sau mình sẽ đổi thưởng cái app này mình tặng cho anh em. Để mình hát đây tới ngày mơ chắc cũng khoảng gần triệu ạ. Video của mình đến đây tạm dừng.